Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn an lành và hạnh phúc. Và thế giới sắp bước vào cái năm mới rồi. Và nhân đây thì em cũng kính chúc tất cả anh chị và các bạn lúc nào cũng vui tươi, an lành và hạnh phúc trong cái dịp đón chào năm mới này. Và hôm nay nhân cái chuyến đi qua ra chợ lớn rồi, và sẵn đây em cũng chia sẻ đến các anh chị và các bạn những hình ảnh ở khu vực chợ lớn. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Hưng Đạo quận 5. Và ngày xưa con đường này có tên là Đồng Khánh đó. Hôm nay chúng ta sẽ đi từng khu ở khu vực chợ lớn này để xem cái không khí rộn ràng trong những ngày cận kề với Noel, cận kề với Tết như thế nào ha. Chúng ta đến cái đây là giao lộ Tản Đà và Trần Đạo. Đi tới tí thì nó có chợ Xã Thay. Và đường Trần Hưng Đạo ngày nay với những cái rạp hát xưa thì không còn nữa, bây giờ đóng cửa hết rồi. Cái rạp Lệ Thanh lúc nãy chúng ta vừa đi ngang qua đó. Rồi tới tí thì có chợ Xã Tây bên cánh phải nè. Rồi tới tí nữa thì có nhà hàng Ái Quê 2 đó. Mới xây dựng một cái cơ sở mới. Chúng ta vừa qua chợ Xã Tây đó. Video này sẽ cập nhật một số hình ảnh ở quê nhà, số hình ảnh ở chợ lớn để các anh chị ở phương xa, ở nơi khác chúng ta có thể hình dung được chợ lớn ngày hôm nay nó như thế nào. Đây là nhà hàng Ái Quê nè. Lộng lẫy ghê chưa. Ở khu vực quận 5 này thì Ái Quê cũng là thuộc trong một trong những nhà hàng mà hạng sang. Thì đã nói là hạng sang thì chắc giá cả nó cũng sẽ phù hợp với cái thứ hạng của nó thôi. Nên sẽ không có cái gì gọi là rẻ hay mắc. Nó sẽ phù hợp với đẳng cấp của nhà hàng sang trọng. Nếu các anh chị quan tâm thì chúng ta bữa nào mình thử cái chỗ mới thế nào. Chứ chỗ cũ ngày xưa thì em cũng ăn một vài lần. Ở đây nhà Ái Quê cũng nổi tiếng. Mình đi tới tí nữa thì có đường Châu Văn Liêm, cũng là tổng đốc phương ngày xưa đó. Mà mình sẽ quẹo cánh trái nè. Cánh trái mình sẽ đi đường Hải Thường Lãng Ông để xem cái đường này hôm nay như thế nào. Hôm bữa mình đi thì chưa có đông lắm. Ra hiệu trái nha. Nếu mà các anh chị và các bạn muốn bán hàng thì chúng ta đi ra đây, mình sẽ lấy hàng với giá sỉ rồi về bán lại. Ở đây đủ các mặt hàng hết, đồ điện rồi ốc vít rồi bao lì xì gì đó, đủ kiểu hết, lịch rồi thú bông rồi đồ chơi rất là nhiều. Mình thấy đồ chơi thú bông rồi. Mình sẽ quẹo phải qua Hải Thường Lãng Ông nha. Một con đường là nhộn nhịp tấp nập. Xem đây đâu không quá trời đông vui. Một màu đỏ rực. Tới đây thì em lại nhớ một comment ở hẻm 202 Hải Thường Lãng Ông. Thì
Hôm nào có gì mình sẽ đi bộ để các anh chị nhìn rõ hơn ha, trong cái xóm ngày xưa bây giờ như thế nào. Chúng ta đi qua cái trường Âu Cơ nè, ở trường Bội Cơ chứ nó nhầm nữa rồi. Ở đây có rất nhiều khu và chúng ta vừa đi ngang khu trang trí Noel đó, rồi đi đến một tí thì có khu bán túi sách, bán túi sách, rồi bán nệm thảm rất nhiều luôn. Ở đây thì bán bình xịt tưới cây nè, rồi bánh xe của những xe đẩy nè. Tới đường Trang Tử thì bán rất nhiều bao bố, bao ni lông. Khu này bán túi sách nè, nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông luôn. Tao bước qua đây đường Trang Tử rồi, đường Trang Tử nói liền với Hải Thượng Lãn Ông. Trang Tử là trùm túi sách bao bố. Hôm nay chúng ta sẽ đi từng khu ha, nhưng mà có lẽ là không giáp đó. Mình vừa đi qua cái khu bán hộp, cơm hộp, rồi hộp để đựng cơm, hộp để đựng canh cho những anh chị bán đồ ăn. Rồi chúng ta kẹt xe ngay đường Học Lạc rồi. Thấy đây tấp nập chưa? Cái công viên nó có hình con rồng phun nước ở đây nè. Rồi tới cái tới đoạn này, đoạn này thì bán rất nhiều chậu nè, chậu kiển, chậu để cắm hoa nè, rồi bình hoa nè, rồi hạt giống đó, rồi phân. Qua đây là bến xe Chợ Lớn, chúng ta tiếp tục đi. Đây rất là đông đúc và náo nhiệt trong những ngày cuối năm thế này. Bình thường ở đây cũng đã náo nhiệt rồi, không cần phải cuối năm, nhưng mà cuối năm sẽ đông hơn. Đó, thấy bánh tráng trộn quá trời luôn. Đó, những cái dãy hàng bên bên trái này. Khu này bán chầu cao, bánh hỏi, để cưới hỏi, quá trời xe luôn. Quá trời. Thật ra đây là cái gì cũng có hết ha. Nếu mà mình không có tìm được cái món hàng của mình đó thì mình có thể hỏi thăm người ta. Mọi người sẽ chỉ cho mình đến đúng chỗ luôn. Đây thì cái phong cách bán hàng ở đây rất là nhiệt tình, nên mình không cần phải ngại ha. Nếu mà mua không có thì mình hỏi người ta sẽ chỉ mình. Mình nhìn đi lên tới tí có đường Phạm Đình Hổ, mình sẽ quành trở lại ha. Nếu mình sẽ quẹo trái đường Phạm Đình Hổ để ra cái đường Tháp 10 đó, ngay chợ Bình Tây đó. Đối với con đường Phạm Đình Hổ này thì bán đồ
tạp hóa thôi, không có cái đoạn này thì không có nhiều, cái đoạn bên kia kìa, bên kia mới nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ quẹo trái cái đường Tháp 10 ha. Ở đây ngay góc Hầm Đình Hổ với Tháp 10 thì có bán ghế nhựa nữa, rất là nhiều luôn, tủ nhựa, ghế nhựa, rồi thao, chén, dĩa. Mình xin lỗi, ở đây là Hậu Giang chứ không phải Tháp 10, em nhầm hả? Rồi, chúng ta sẽ quẹo trái thôi. Ở Hậu Giang và Tháp 10 thì nói liền nhau. Khi mà qua đây là Tháp 10. Nếu quẹo phải, nãy lúc nãy chúng ta quẹo phải thì là Hậu Giang á. Rồi, mình sẽ chạy một vòng chợ chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây là chợ tiếp giáp ở bốn con đường, đó là đường Tháp 10, đường Lê Tấn Kế, rồi bên kia là Phan Văn Khỏe. Thấy hàng hóa lưu thông rất là nhiều luôn. Bán củ kiệu rồi nè, quá trời. Đây là phía sau chợ chợ Bình Tây. Đây là đường Phan Văn Khỏe. Hàng hóa tấp nập chưa. Chợ này thì có đủ tất cả những ngành hàng ăn uống rồi thực phẩm rồi nguyên vật liệu, quần áo rất là nhiều luôn. Đây mình thấy có đậu, đường, muối. Cái chợ này là lớn nhất khu vực này, và cái mặt bên đây là đường đem xem là đường Trần Bình, đường Trần Bình. Đây người ta chở hàng quá trời. Bên đây thì đậu phộng, bánh tráng trộn, tất cả các loại bánh
đa phần khách mua ở đây là khách sỉ, mua lề bán lại. Ai cũng chở hàng lính kỉnh đủ phủ. Chúng ta sẽ đi ra lại đường tháp 10 và mình sẽ quẹo phải con đường tháp 10 đi về, tiếp tục đi về ngôi chợ nữa, đó là chợ Kim Biên. Thì ở đây các ngôi chợ đều nằm tiếp giáp ở bốn mặt bốn con đường, và chợ Kim Biên cũng vậy. Chợ Kim Biên thì là một ngôi chợ nằm tiếp giáp ở đường bốn con đường, đó là đường tháp 10, đường Nguyễn Quảng Tường, đường Phan Văn Khải và một tên đường nữa mà em quên rồi, để em ở đó cập nhật cho anh chị xem luôn ha, chứ đường Gò Công thì phải. Ở đây thì bán hoa nè, hoa giả, hoa mai, hoa đào, hoa phượng, đủ thứ hoa hết. Và con đường tháp 10 này ngay góc nhô Ngô Nhân Tịnh và tháp 10 thì bán rất nhiều đồ nhựa, như là chậu nhựa, rồi ghế nhựa, rồi bích nhựa, kệ nhựa, xe đẩy bằng nhựa, những hộp đựng đồ đông lạnh, đó, rất là nhiều luôn. Chúng ta tiếp tục đi tới tí nữa thì có chợ Kim Biên, chợ lớn. Những ngày sắp Tết thì luôn nhộn nhịp. Và ngôi chợ này ở khu này rất là lớn, nên thành ra một video mười mấy phút không thể nào mà cập nhật hết cho các anh chị các bạn xem được. Đó là đường Kim Biên ha, Kim Biên, đường Mạng Tượng, Phan Văn Khải và Hải Thượng Lãng Ông. Chúng ta đang quẹo vô đường Kim Biên. Ở cái mặt đường này thì bán rất nhiều đồ điện, rồi dù, cái dù nè, bình giữ nhiệt nè. Thì nhìn chung thì mới bước đầu vô thì có thể chợ này không có đông bằng cái chợ Bình Tây lúc nãy. Sẽ hơi là mệt mỏi luôn. Không chấm mười á.
về chưa? Ta quẹo qua đường Phan Văn Khỏe nha, quẹo trái đường Phan Văn Khỏe rồi vòng dọc qua cái đường Vạn Tường và đường Vạn Tường này có một ông thầy bốc mạch rất là nổi tiếng ở số 21 Vạn Tường mà lần nào đi ngang cũng nhớ đến thầy này, người thầy rất là giỏi. Và mặt bên đây thì bán cũng đồ điện luôn, rất là nhiều luôn. Và trong lòng chợ nữa, do chúng ta không có đi xe nên thành ra không có vô lòng chợ để các chị xem được. Chỉ khái quát một phần thôi. Mình sẽ quẹo qua cái con đường nhỏ này, con đường Vũ Chí Hiếu này, con đường chuyên bán đồ điện. Đây thì đèn led, đèn neon, đèn trang trí. Rất là nhiều. Đèn ngôi sao nè. Noel này các anh chị trang trí nhà cửa thì nếu mua đồ điện thì mình ra đường Vũ Chí Hiếu này ha, rất là nhiều luôn, đủ kiểu đủ loại. Về buổi trưa xe cộ rất là nhiều luôn, buổi sáng còn tấp nập hơn nữa, bây giờ nghỉ trưa của anh ta nên là vắng bớt đó. Mình rẽ trái vào đường Phùng Hưng nha. Đường Hưng sẽ đi ra thẳng qua bên kia là đường Nguyễn Trãi, Cẩm Cạo, có đèn năm ngọn. Thì đồng vòng chợ lớn thì cũng có bao nhiêu đường này thôi, nhưng mà mình đi chưa có giáp nữa. Qua bên kia này mà đi bộ thì chắc phải rất là nhiều video luôn á, một số hình ảnh tổng quát để các anh chị bạn có thể nhìn rõ hơn con đường ở đoạn nào bán cái gì ở khu chợ lớn này, và đoạn Phùng Hưng này bán rất là nhiều lịch ha, con đường bán rất là nhiều lịch. Khu này là đèn năm ngọn nè, nếu mà quẹo trái thì đến nhà thờ Cha Tam, còn quẹo phải không có được quẹo phải ở hướng bên phải thì là đường Châu Văn Liêm đó, rồi đi tới tí thì chúng ta sẽ đến chợ Phùng Hưng. Đến đây không khí thì cũng bớt náo nhiệt rồi. Số hình ảnh ở cái khu chợ lớn chia sẻ cùng các anh chị và các bạn để mình có thể hình dung được ở chợ lớn ở đoạn nào bán cái gì nhưng mà mặc dù đi chưa có giáp, số hình ảnh chia sẻ để các anh chị tham khảo. Nếu mà mình đến đây mua mà không biết mua cái gì ở đâu thì chúng ta sẽ hỏi thăm, người ta sẽ chỉ mình. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại, cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các anh chị và các bạn có một mùa Noel, một cái năm mới là an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ quẹo phải thôi. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Và đây là đường Châu Văn Liêm nè.